Con xin chào thầy và các bạn. Con tên là Ngọc Mai, năm nay con 9 tuổi. Con đang sống và học tập tại Hà Nội. Sau đây con xin giới thiệu một trò chơi do con lập trình để đặt tên là ném đá. Con làm trò chơi này để giải trí và con hy vọng trò chơi cũng sẽ giúp các bạn được thư giãn sau giờ học căng thẳng. Sau đây con xin mời thầy và các bạn xem qua trò chơi của con như sau. Như thầy và các bạn đã thấy, trò chơi của con bao gồm 5 nhân vật. Nhân vật thỏ là nhân vật chính, nhân vật phụ là bánh donut, cục đá, giò chắn và hộp quà. Khi con bấm vào lá cờ xanh xanh, màn hình mở đầu hiện ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy nút chơi và lời hướng dẫn, bấm vào đây để bắt đầu trò chơi. Màn hình chuyển sang phông nền khu rừng xanh. Trò chơi của con có hai level. Level 1 thì thỏ phải ném đá chúng vào bánh donut để qua màn. Nếu đá chạm vào hộp quà thì nhân vật thỏ sẽ tăng thêm một mạng. Nhân vật thỏ sẽ bị mất một mạng. Lên level 2, ta sẽ thấy thêm xuất hiện một nhân vật mới là hộp quà. Ném đá chạm vào hộp quà thì nhân vật thỏ sẽ tăng thêm một mạng. Nếu nhân vật thỏ bị mất hết hết mạng thì dòng chữ "You are loser" hiện lên và trò chơi kết thúc. Kết thúc. Trong trường hợp nhân vật thỏ có ít nhất chơi thắng cả hai level thì trò chơi kết thúc cùng dòng chữ "You are winner" hiện lên. Trong năm nhân vật của trò chơi, con thích nhất là nhân vật thỏ. Cách lập trình nhân vật thỏ như sau. Khi bấm vào lá cờ xanh ẩn, khi nhận ready, hiện đi tới x69 y trừ 153, chuyển sang trang phục Rabbit A liên tục. Nếu phía mũi tên phải được bấm thì thay đổi x một lượng 10. Nếu x mũi tên trái được bấm thì thay đổi x một lượng trừ 10. Khi nhận nút chuyển sang Rabbit A2, khi nhận win chuyển sang trang phục Rabbit A3. Trong quá trình tạo nên trò chơi này, con gặp khó khăn với lỗi khi tới level 2 thì donut biến mất. Con đã khắc phục được lỗi này nhờ sự giúp đỡ của thầy. Tuy nhiên vẫn còn một lỗi nữa mà con chưa khắc phục được, đó là ở level 2 khi hòn đá chạm vào hộp quà. Chạm vào hộp quà nhưng vẫn tiếp
tục bay dẫn đến nguy cơ khi tăng thêm một nạ, mặt chạm vào rào chắn thì vẫn trừ một nạ. Trong tương lai con có ý tưởng nâng cấp trò chơi lên level 3 có cấp độ khó cao hơn với bẫy di động, mà khi nhân vật thỏ bị chạm phải sẽ bị mất nạ. Con xin kết thúc phần trình bày của con tại đây. Con rất cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe con. Con mời thầy và các bạn góp ý cho con ạ. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của Ngọc Mai. Rồi, sau đây thì thầy giáo sẽ xin mời các bạn chúng ta chia sẻ về dự án của Ngọc Mai nào. Thầy mời Thanh Nga nào. Dạ thưa thầy, là bài của bạn làm được nhưng mà con thấy cái hộp quà của bạn để trước mặt con thỏ cho nên là nó quá dễ rồi. Muốn đặt nó ở vị trí nó khó một chút đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của Thanh Nga. Thế mời Việt Thăng nào. Con thưa thầy là con thấy dự án của bạn làm tốt. Con có thích cái chức năng nào trong cái dự án của bạn không? Con thưa thầy là con thích phần mở đầu. Phần mở đầu thì sẽ bấm nút chơi Mà mình chơi thì được. được. Rồi, thế mới Huy Tuấn nào. Huy Tuấn ơi, thì mời con chia sẻ về dự án của bạn nào. Rồi, một số bạn đang tắt cam, chúng ta bật cam trong quá trình học giúp thầy nhé. Thế mời Cao Trung nào. Có thể bạn bài của bạn cũng rất đẹp, cũng đẹp ạ. Hình nội phong này cũng đẹp, chắc bài lấy từ thư viện. Cái cây của bạn hình như bài tự vẽ. Rồi, cảm ơn ý kiến của các bạn. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe về dự án thuyết trình dự án của bạn Ngọc Mai về chú thỏ, đúng nhỉ, chú thỏ ném đá. Theo có nhận xét như sau. Thứ nhất là về cái phần thuyết trình thì theo thấy rất ấn tượng với Ngọc Mai về cái phần thuyết trình này, đúng nhỉ? Các đầy Đúng đủ rồi. cả các bước, tất cả các bước của Ngọc Mai sau khi thuyết trình xong thầy không hề hỏi lại, đúng nhỉ? Đây là một cái điều rất là tốt, là từ đầu đến giờ thầy rất là mong muốn là chúng ta có thể làm được cái điều đó. Ở đây là các bước thuyết trình Ngọc Mai nói rất đầy đủ, đúng thứ tự các bước. Thuyết trình ở đây của con khá là tự tin, mạnh dạn, đúng nhỉ? Nói trôi chảy, nói to, rõ ràng, chia sẻ về cái dự án của mình. Rồi, thầy rất khen Ngọc Mai về phần thuyết trình của con nhé. Phần thứ hai, thầy muốn nhận xét ở đây đó là thầy muốn nhận xét về cái dự án của Ngọc Mai. Thứ nhất, đánh giá về cái phần đồ họa. Đồ họa ở đây thì thầy thấy là con thiết kế ở đây cũng đẹp, hài hòa, đúng nhỉ? Các hình ảnh, nhân vật ở đây là chúng ta dễ nhìn, khá là đẹp mắt. Thứ hai, đó là đánh giá về cái trải nghiệm, cái dự án. Khi mà con chơi thử cái trò chơi này thì theo thấy là các cái chức năng ở đây đó là hoạt động khá là mượt mà, đúng nhỉ? Hoạt động tốt các cái chương trình. Về cái kỹ thuật lập trình của con thì theo thấy là các cái chức năng lập trình ở đây là tốt, đúng nhỉ? Không có vấn đề gì cả. Cái phần mà con lập trình mà cái ném vào, tại sao mà ném vào cái hộp quà nó vẫn tiếp tục nó bay, đúng nhỉ? Thì trong cái phần mà thầy có hướng dẫn các bạn ấy thì chúng ta có cái phần đó rồi, đúng nhỉ? Còn nếu như mà bạn nào muốn là nó ném vào cái hộp quà đó nó không bay nữa thì chúng ta sẽ có thể thay đổi chút một chút xíu thôi. Về cái khối lệnh lập trình đó thì theo nếu như Ngọc Mai muốn thì theo sẽ hướng dẫn thêm Ngọc Mai cái phần đó, đúng nhỉ? Còn nếu không thì cái phần lập trình của con không có vấn đề gì cả, đúng nhỉ? Tiếp theo đó là về cái phần về sáng tạo. Sáng tạo ở đây thì theo thấy là Ngọc Mai rất là sáng tạo, sáng tạo về các hình ảnh này, sáng tạo về các nhân vật, đặc biệt đó là Ngọc Mai cũng có một cái mở màn chương trình rất là ấn tượng. Chúng ta thấy không, bạn mở lên có con click chuột lá cờ xanh lại đi. Đó, khi chúng ta mở chương trình lên thì ở đây của con có cái tên trò chơi ném đá, thiết kế một cái phông nền khá là đẹp mắt, ấn tượng, có hướng dẫn chơi, và để chơi được chúng ta sẽ phải bấm vào nút chơi. Thì đây là một cái điều Tèo rất muốn các bạn có thể làm được khi chúng ta hoàn thiện một cái dự án, đúng nhỉ? Tức là nhìn cái giao diện của nó chuyên nghiệp hơn. Khi bạn làm một cái trò chơi, một cái chương trình, nó sẽ có một cái sự chuyên nghiệp nhất định, đúng nhỉ? Đó, các bạn nhìn theo, để chơi được phải bấm vào nút chơi.
có tên của trò chơi của mình này, à có cái phần phông nền hình ảnh rất là đẹp mắt, có cả hướng dẫn sử dụng ở bên cạnh bạn lại có đúng không? À, thì theo thấy rất là thích cái phần này của Ngọc Mai đó, rất là chuyên nghiệp. Cái phần này mà làm buổi trước thầy đã có hướng dẫn các bạn rồi, chúng ta sẽ kết hợp với khối lệnh phát tin nhận tin đúng nhỉ, để chúng ta làm nó rất là đơn giản thôi đó. Rồi về phần sáng tạo ở đây thì theo thấy là Ngọc Mai cũng rất là sáng tạo. Đánh giá chung thì theo nhận xét như sau: phần thuyết trình của Ngọc Mai rất tốt, thứ hai là về dự án của con cũng rất là tốt. Thầy khen Ngọc Mai nhé, hy vọng rằng là con có thể tạo ra được nhiều những cái dự án hay như thế này nữa để chia sẻ với tất cả các bạn nhé. Rồi thầy khen con. Cảm ơn thầy. Ok, rồi con có thể tắt phần chia sẻ.